Thằng Lê xin chào các bạn. Trong cái video clip học AutoCAD này, thằng Lê sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn biết cách để mình tạo dựng một cái file thư viện AutoCAD từ những cái block có sẵn trong các cái file CAD mà các bạn có trong tay. Thì làm sao để mình trích xuất tất cả những cái block trong cái file CAD đó ra để mình làm thư viện cho mình, rồi mình sắp xếp nó lại, rồi mình sử dụng nó ra làm sao, thì mình sẽ chỉ cho các bạn. Thì cái việc tạo file thư viện rất là quan trọng khi vẽ, nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái thư viện thiết bị, thư viện ký hiệu để mình bỏ vào trong cái file CAD của mình rất là nhanh. Cụ thể như đây là cái file thư viện kiến trúc mình có chia sẻ lên trên cái trang này, là các bạn cứ vào trong đây và bạn tải về thôi. Thằng Lê lắp boss.com mình nè. Đây là file thư viện kiến trúc. Rồi, bạn thấy người ta tạo nè, người ta sắp xếp theo chủ đề. Tuy nhiên ở đây nó thiếu cái tên. Ngay bên dưới mỗi thiết bị thế này nè, bạn nên đặt cho nó cái tên cụ thể luôn để bạn biết nó là cái gì, để khi cần tìm nó cần tìm nó nhanh. Còn cách sử dụng làm sao để tìm cái thiết bị này ở trên cái file này thì mình sẽ chỉ cho các bạn vào cuối video nha. Rồi bây giờ mình chỉ cho các bạn tạo một cái file thư viện giống như thế này và có đặt tên cụ thể luôn. Đầu tiên các bạn mở cái file CAD đó lên trước, mở cái file CAD mà có chứa tất cả những block cần trích xuất, cần chiết xuất nó ra đó. Rồi chẳng hạn như mình cần lấy file CAD đó, cụ thể là file này. Sau khi bạn mở nó lên xong rồi nha, bạn chờ chút xíu. Rồi sau đó mình khởi tạo một cái file, tức là trong cái file CAD mà người ta thiết kế về nội thất này nè, có rất là nhiều các block mình cần lấy ra. File này của có thể là khách, từ khách hàng, từ bạn bè, người thân cho các bạn. Thì các bạn có thể lấy cái này, tận dụng tất cả những cái block này, trích xuất nó ra làm file thư viện cho riêng các bạn sử dụng, rất là có ích về sau. Bạn khởi tạo một cái file CAD mới, new nè. Nhớ chọn ACAD DISO nha, click vào file new. Nếu không thấy cái template này đó thì các bạn click vào cho file of type này nè. Mình chọn ngay trong cái chỗ này là mình chọn là DVKT. Rồi thì nó hiện ra. Sau đó mình chọn vào ACAD ISO.DVKT, chọn open đó. Thì như vậy là nó sẽ khởi tạo một file CAD mới hoàn toàn. Rồi cái việc tiếp theo là các bạn lưu cái file này lại, đặt cho nó cái tên là thư viện nha. Rồi để mình lưu lại. Save. Như vậy là mình đã, đầu tiên mình lưu lại file trước đi. Tắt cái lưới này đi nha, nhấn F7 thì tắt cái lưới đi. Tắt cái khối điều hướng này đi bằng cách là nhập vào NAVV, Enter. Chọn vào Off. Bây giờ mình đưa từng cái ký hiệu block trong cái file nội thất này nè sang cái file thư viện này như thế nào đây. Các bạn mở cái file này lên nha. Rồi, cho nên bạn chuyển qua file thư viện nè. Bạn mở cái cửa sổ Design Center ra bằng cách là có hai cách. Vào thứ nhất là vào Tool, chọn thư mục là Palette, rồi tìm đến Design Center. Nó có phím tắt là Ctrl 2, bạn có thể nhấn Ctrl 2 nó cũng ra nữa, hiện ra cái bảng này. Rồi sau đó các bạn làm tiếp, còn click vào cái file mà các bạn cần lấy block qua. Cụ thể ở đây mình đang mở mấy file thì ở đây xuất hiện hết 1 2 3 4 file, 1 2 3 4 đủ rồi. Cụ thể mình cần lấy tất cả những cái khối block trong cái file CAD này nè, thì bạn nhấp vào trong cái file mình cần lấy, nhấp đôi vào, nhấp đôi chuột trái, bạn nhấp đôi, nháy đôi chuột trái vào thì nó xuất hiện ra một dòng. Ở đây là tất cả những cái đối tượng có trong cái file CAD này, cụ thể là khối, rồi kiểu dim, layer, layout, kiểu nét, kiểu ghi chú, vân vân, có rất là nhiều stress nữa. Ở đây mình quan tâm đến khối phần lock. Bạn muốn trích xuất tất cả những cái lock này ra cái cửa sổ này thì các bạn chỉ việc nhấp đôi vào lock là được, nhấp đôi vào. Tự động bạn chờ một chút xíu thì nó sẽ trích xuất ra, nó tải vào trong đây, có thể mất vài phút, có thể mất vài phút. Cái này để cho đỡ mất thời gian thì thằng Lê đã tải trước đó cho các bạn rồi, chứ có cái file mà nó nhiều lock có thể là mất vài phút đó. Các bạn chịu khó kiên nhẫn chờ đợi nha. Sau khi nó tải xong rồi thì các bạn thấy tất cả những file lock xuất hiện ở trong cái cửa sổ này, nó xuất hiện hết trong cái cửa sổ này rồi. Thì bây giờ mình tất nhiên là các bạn không có lấy hết tất cả những cái lock này vào để làm thư viện. Còn bạn muốn lấy một cái nhóm nào đó, bạn cứ bôi chọn hết đó nè. Để cho bạn muốn lấy hết. Đó. Mình kéo thử coi nó có cho hay không nha. Mình kéo nó vào rồi mình thả vào.
nó không có cho bạn lấy đồng thời đâu. Đó, nó không có cho bạn lấy đồng thời, là mình thử coi nó có cho hay không nha. Nếu rồi chụp trái lại mình xem, không, nó không có cho các bạn lấy, kéo hết một phát một, nó không cho. Bạn phải lấy từng cái. Ctrl 2 trở lại nha, cho hiện ra cái bảng trở lại. Bây giờ lấy cái đối tượng nào bạn, đơn giản lắm, để lấy cái này bỏ vào trong cái file kết mới. Chú ý đây là file kết mới hoàn toàn nha. Khởi tạo file, mở cái file đó lên, sau đó mở khởi tạo file kết mới độc lập, không có liên quan đến cái file đó hết á. Đây là file kết mới, rồi mình lưu lại, đặt cho nó cái tên là thư viện. Rồi giờ đầu là bạn kéo nó vào, sau đó sắp xếp nó lại sao, trước mắt cứ kéo nó vào trong 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 cái file thư viện trước đi. Rồi mình không có cần cây thư mục mình nữa, mình tắt nó đi cho nó trống chỗ. Rồi bạn có thể thu hẹp lại chút xíu để mình kéo vào mình thấy. Rồi lấy chút trái đây nè các bạn, kéo thả vào nè. Rồi như vậy là xuất hiện vào trong đây rồi nè, bạn zoom gấp đôi, xe zoom ô lại bạn thấy rõ nè, này nó đây. Tương tự cứ thế bạn kéo thả vào tiếp, bạn cứ kéo thả vào đi, mình sắp xếp lại sao. Do cái lúc người ta tạo khối, người ta không có chọn cái điểm đặt tại cái hình, thành ra khi bạn kéo vào bạn không có thấy cái hình xuất hiện tại rõ là vậy. Rồi bạn cứ kéo vào đi, mình sắp xếp lại sao, không vấn đề gì hết đó. Cứ thế các bạn lấy vào nha. Rồi mình lấy tượng trưng vài cái thôi. Rồi xong rồi, giả sử mình lấy vài cái thôi. Trong đây mình không có lấy hết, mình lấy những cái mình cần thôi. Sau đó bạn đóng cửa sổ này lại, nhấp đôi bánh xe, nháy đôi bánh xe, bạn nhấp đôi chuột trái để zoom ô tất cả những cái gì bạn đã lấy ra thì nó nằm đây nè, bạn mua lại gần lại đi. Do cái lúc mà người ta tạo cái lốc này nè, người ta không có tạo chọn cái điểm đặt tại hình, thành ra nó sang rõ là như vậy đó, bạn cứ mua lại thôi, không có vấn đề gì hết. Có sẵn cái lốc rồi, mình sắp xếp lại rồi đưa nó vô, có những cái là rác thôi rồi còn đưa nó vào. Rồi, cái này không có gì hết, không có xài, cái nào không có mình bỏ đi, mua nó lại. Mình mua nó lại thôi, không có là không có gì khó khăn hết nha. Nhập định mua, enter, chọn nó từ cái lúc chọn điểm đặt, mua sắp xếp nó lại cho tương đối ngay hàng được rồi, tương đối được rồi. Này không cần phải canh cho nó tuyệt đối là gì, canh tương đối gần gần vậy. Để mình trong cái file này mình có thể bố trí rất là nhiều đối tượng nha. Đó, mình cứ sắp xếp cho tương đối là như vậy đó. Đây còn lóc nữa nè. Rồi giả sử xong rồi, giả sử mình trong cái file này mình lấy có nhiêu đây thôi. Còn nữa các bạn cần cứ vào trong đó, các bạn kéo thả vào những cái các bạn cần rất là nhanh. Tiếp theo, bây giờ nếu mà để như vậy trong cái file CAD, bạn tưởng tượng nó có rất là nhiều thứ. Giả sử mình lấy cái này mình nhập vào trong cái file file thư viện tổng luôn, đây file thư viện tổng nè, mình nhập vào đây luôn. Còn đến về mình thả vào, mình để trong cái ô này đi. Đó, bây giờ cái yêu cầu đưa ra là lâu lâu mở lên mình không biết, mình lấy đúng cái này đi, cái tên nó à msqcat, không biết nó nằm ở đâu trên bản vẽ này thì làm sao mình tìm nó. Muốn như vậy mỗi một cái ký hiệu này bạn đặt cho nó một cái tên. Ở đây mình tạm gọi là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Có thể là nó sẽ trùng ở bên trên bản vẽ này, mình đặt là thêm cái dấu chấm ở đằng trước nha, để làm dấu DT, dùng test DT đặt nha, chú ý dùng test DT, enter, dùng lệnh DT để ghi chữ, chứ là single line test đó, lấy chuột trái. Rồi, enter cái, gõ nội dung vào. Ở đây mình gọi là 1, 2, 3, 4, nhưng mình thêm dấu chấm đằng trước để cho nó không có trùng lập những cái nội dung có sẵn trên bản vẽ. Một chấm đi. Rồi, cái số 2, cái này là mình 2 chấm, 3 chấm, cái này là 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4.5, 6, 7. Rồi mình sửa lại, này thành số 2. Bạn thực tế bạn lấy cái tên của nó, tên của cái lốc này nè, tên của cái thiết bị, của cái ký hiệu này, các bạn đặt cho nó số 3, số 4. Cái này mình lấy số thứ tự mình gõ thôi. Rồi cứ như vậy các bạn cứ đặt tên lại cho nó. Bây giờ giả sử mình cần có tìm cái 3 chấm này, trong khi cái file CAD bạn mở lên file thư viện phải lưu lại nha các bạn, làm phải nhớ lưu lại. File thư viện thì nó có rất hàng ngàn cái biểu tượng như thế này, giờ mình cần tìm đến đúng cái tên 4 chấm đó để mình lấy cái lốc đó ra. Thì các bạn làm như sau. Rất may là trong AutoCAD nó có cái công cụ tìm kiếm văn bản giống như trong Word, Excel mà các bạn đã quen vậy đó. Tìm và nó thay thế luôn. Có hai chức năng, là thứ nhất là tìm, thứ hai là nó thay thế. Thì ở đây mình chỉ cần tìm test thôi chứ mình không có cần thay thế. Cụ thể mình cần tìm cái test có nội dung là 4
4 chấm. Các bạn vào Edit File, gõ nội dung vào đây 4 chấm. Bạn click vào File, nó là tìm, tự động nó sẽ tìm đến 4 chấm này. Bạn chờ chút xíu, đây bạn thấy nó tìm đúng 3 chấm, 4 chấm này, đây 4 chấm là cái này, 3 chấm là cái này. Bạn không cần phải lên chuột zoom đi tìm, rất là mất thời giờ. Cho nên tránh cái tình trạng đó, các bạn đặt mỗi cái block, bạn đặt cho nó cái tên ngắn gọn thôi, để mình nhìn vào mình biết nó là cái gì, về sao mình cần. Mình gọi lấy ra giả sử mình là máy biến thế, hoặc là ổ cắm điện một pha, pha 220, ổ cắm điện một pha 100V, ổ cắm điện 3 pha 38, ví dụ các bạn làm về điện. Hoặc là các bạn làm về kiến trúc thì bạn đặt tên đó là ghế đôi, ghế đơn, bàn đôi, tủ dừa, tủ bàn gì đó, giường đôi, giường đơn gì đó, bạn cứ đặt tên vào. Hoặc là cao độ, cót sàn, rồi cót nền đó, bạn cứ gõ tên vào thì mình biết. Khi mình cứ cần gõ vào, mình không biết giờ cái hiệu trục hay là cái cao độ sàn mình nó đang nằm ở đâu trong thư viện, mà chỉ cần gõ cái tên vào list file cái này tới liền, khỏi cần tìm, bạn khỏi cần phải tìm. Rất là dễ. Và khi bạn gửi cái file đó cho ai đó, cái cách sử dụng thì cũng rất là dễ dàng luôn, người ta biết, người ta làm nó cũng dễ. Rồi, done. Đúng cái chỗ mình cần là list done, còn nếu chưa đúng là list vào file net thì nó sẽ tìm những cái tiếp theo. Và sau đó các bạn chọn đúng cái bạn cần thôi, nhấn Ctrl C. Rồi sang cái file thư viện nè, sang cái file đang làm việc á, sang cái file các bạn đang làm việc, giả sử là file này, nhấn Ctrl V bạn dán nó vào thôi, thì bạn lấy cái lốc này ra rất là dễ dàng, bạn thấy chưa? Đây. Nó đây. Đó, bạn lấy cái lốc này ra rất là dễ dàng. Vừa rồi thằng Lê vừa chỉ cho các bạn cái cách để mà mình trích xuất tất cả những cái lốc có sẵn trong một cái file, trong file cái có sẵn ra, bằng cách là các bạn vào trong Design Center. Design Center thằng Lê đã có cái video hướng dẫn rồi, bên dưới video này trong một mô tả có để đường link, các bạn vào trong cái link đó, bạn tìm đến cái video đó, bạn xem hướng dẫn cái Design Center nha. Ở trong cái video này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái Design Center để mình lấy cái những cái block có sẵn thôi. Đó, cụ thể là trong cái palette nè, Design Center nè, rồi mình chỉ cho các bạn lấy những cái block này ra làm file thư viện. Còn chi tiết cách sử dụng Design Center này mình đã làm video rồi, các bạn cứ vào trong cái kênh bạn xem nha. Mình dưới cái video này có để cái link đó. Còn một cái nữa rất hay đó là cái tool palette. Tool palette có thể là có nhiều bạn biết cái này. Cái này nó sẽ giúp cho bạn tạo là cái này nè các bạn, cái tool nè, palette nè. Tool palette cái này là hình trung 3. Thì những cái lock mà bạn hay sử dụng bạn nên đưa nó ra đây. Bạn mở lên là có sẵn luôn, những cái hay sử dụng nhất thôi, những cái gì mà thường dùng nhất thôi bạn đưa ra đây. Thì là một cái bảng thư viện hay dùng và nó nằm thẳng trong cái tool palette. Thì làm sao để tạo cái tool palette và sử dụng cái tool palette, thì cái video tiếp theo đó mời các bạn theo dõi ha, mình sẽ làm cái video mình chia sẻ cho các bạn làm cái tool palette này. Rồi, video này thằng Lê xin kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn nào mà có nhu cầu học AutoCAD á, cần học cấp tốc, hoặc là mình học qua online, có thể là học online. Online nghĩa là mình sẽ cài cái chương trình UltraView lên trên máy của các bạn, và trên máy mình cũng có UltraView, mình sẽ điều khiển màn hình của các bạn từ xa, và mình gọi thì mình gọi qua Zalo, có thể mình gọi qua Facebook, Skype. Học rất là dễ dàng, có nhiều bạn, các bạn không cần phải gặp mình đâu. Thời đại này mình có thể học online rất dễ dàng nha các bạn, học kèm trực tiếp, học online. Hoặc là các bạn có thể học trực tiếp nếu các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là ở khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh và khu vực Củ Chi, Hóc Môn, thì các bạn có thể học trực tiếp với thằng Lê. Cảm ơn các bạn.